Vòng Thụy Sĩ FVPL mùa hè 2024 khép lại với nhiều những cung bậc cảm xúc. Việc thay đổi luật fair play đã thực sự khiến cho rất nhiều game thủ tham gia giải đấu phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu, mang lại những trận cầu mãn nhãn, nghẹt thở với rất nhiều những sự kịch tính. 241 bàn thắng được ghi, trong đó có 15 cú FD thành bàn. 7 game thủ ghi được trên 10 bàn thắng là những con số bảo chứng cho sự hấp dẫn của FVPL Summer 2024, mặc dù giải đấu mới khép lại giai đoạn đầu tiên. Sự cạnh tranh giữa các đội tuyển dày dặn kinh nghiệm so với những tân binh non trẻ cũng trở nên quyết liệt hơn, khi mà khoảng cách về trình độ kinh nghiệm đã bị thu hẹp rất đáng kể nhờ vào những yếu tố khách quan. Tất cả kết hợp lại mang đến một hiệu ứng tích cực cho cộng đồng FC Online cũng như hàng trăm nghìn khán giả theo dõi những trận đấu vào mỗi cuối tuần. Các đội chơi ở nửa trên bảng xếp hạng có tỷ lệ giải quyết trận đấu tốt hơn hẳn so với mùa xuân. Nếu như ở mùa xuân, tổng hiệu số game thắng và thua của các đội tại top 8 là 23 ván, thì ở mùa hè này con số đó đã được nâng lên thành 32. Đáng chú ý hơn cả là hiệu số bàn thắng của các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như ở mùa xuân chỉ có một đội tuyển ghi được dưới 10 bàn thắng, thì con số này ở mùa hè đã là 4 đội. Luật thi đấu mới khiến cho bóng đá tấn công lên ngôi và các đội tuyển phải đặt khâu ghi bàn lên hàng đầu. Điều đó cũng cho thấy những đội tuyển đang có sự bất lợi, đó chính là những đội tuyển có lối chơi rình rập cũng như phòng ngự phản công. Vòng knockout sắp diễn ra sẽ hứa hẹn càng căng thẳng và hấp dẫn hơn nữa khi theo những thông tin mới nhất mà ban tổ chức cung cấp. Những thay đổi mới sắp tới đây sẽ khiến các đội tuyển phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Những thay đổi này cũng nhằm mục đích giúp cho những đội tuyển tại khu vực Việt Nam có thời gian làm quen với luật thi đấu quốc tế sắp được tổ chức tại Thượng Hải. Cụ thể là các tuyển thủ giờ đây sẽ không được sử dụng nhiều hơn 2 CDM trong một sơ đồ. Đồng thời giải đấu cũng sẽ loại bỏ hoàn toàn các sơ đồ 5 hậu vệ, bỏ đi chiến thuật đội lui về. Các tiền vệ và tiền đạo cánh sẽ không còn được phép sử dụng chiến thuật đơn DS1. Các tiền đạo sẽ không được sử dụng chiến thuật đơn DP1. Bộ chiến thuật nhanh thủ theo hướng bóng F4 và tiền đạo lui về phòng ngự F3 cũng sẽ bị loại bỏ. Vòng knockout hướng tới các trận đấu sẽ không còn tình trạng phòng ngự tiêu cực hoặc câu giờ từ sớm, nhưng đồng thời cũng sẽ trả lại luật fair play. Với những thay đổi toàn diện về luật chơi, chắc chắn không ít thì nhiều các đội tuyển đều sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đó là điều cần thiết nếu khu vực Việt Nam muốn hòa nhập với meta thi đấu quốc tế. Vậy thì với cục diện hiện tại, hãy cùng nhìn sang tình hình của các đội tuyển tại vòng knockout của FVPL mùa hè, xem đội chơi nào sẽ có khả năng thích nghi với meta giải đấu mới tốt nhất. Đầu tiên, chúng ta có hai đội tuyển bất bại tại nhánh 3-0 là Solo và Phú Quốc Spring. Phải nói rằng kết quả của cả hai team này tại vòng Thụy Sĩ là khá bất ngờ nhưng cũng vô cùng xứng đáng với màn trình diễn mà họ đã mang lại. Solo cùng với Phú Quốc Spring và ProG là ba đội có khả năng phòng ngự tốt nhất. Số bàn thua mà họ nhận lần lượt là 4, 8 và 6. Tỷ lệ để đọt lưới của Solo là 0,5 bàn một trận, trong khi đó con số của ProG là 0,6 bàn một trận. Với Phú Quốc thì là 0,89. Trong top 3 này, đội bị ảnh hưởng nhiều nhất có thể nói là Solo, khi các thành viên trong đội đều sử dụng hệ thống phòng ngự 5-2-1-2 tại vòng switch. Bây giờ thì họ sẽ phải thay đổi nó. Chiến thuật của team Solo sẽ không còn được sử dụng DP1 và DS1, nhưng họ cũng đã có những sự thay đổi về mặt vị trí và khối đội hình là những tinh chỉnh chiến thuật đội. Đội hình không còn dâng quá cao và độ rộng gần như là hết cỡ. Các cầu thủ sẽ chơi thấp hơn và gần nhau hơn để đảm bảo sự an toàn trên phần sân nhà. Lối chơi bóng dài cũng đã bị loại bỏ và thay vào đó là tấn công cân bằng để giúp cho các tuyển thủ Solo có thể linh hoạt hơn trong các bài tấn công. Rõ ràng đây là điều cần thiết trong bối cảnh tiết tấu của những trận đấu đều sẽ rất nhanh. Vì thế mà đầu ra bàn thắng cũng sẽ là đa dạng hơn và khiến đối phương không kịp trở tay với một đội hình mới. Bên phía Phú Quốc Spring, họ không cần chỉnh sửa quá nhiều ở chiến thuật đội nhưng chắc chắn sẽ phải bỏ đi DS1 của hai tiền vệ cánh, dẫn đến hệ quả là hai tiền vệ trung tâm cũng sẽ không còn được sử dụng PS1 nữa mà chuyển sang SC1. Việc duy trì sơ đồ 4-1-4-1 nhưng không thể dâng cao hai cánh sẽ khiến cho khả năng triển khai bóng ở hai láng biên gặp đôi chút khó khăn. Nhưng với một tuyến giữa cực kỳ chất lượng về mặt nhân sự, Phú Quốc Spring hoàn toàn có thể tìm ra những phương án khác để tấn công trực diện vào zone 14 của đối thủ. Ở nhóm 3-1, đội tuyển có lẽ đang quan ngại nhất về những thay đổi này đó chính là HPA. Đa phần các trận đấu của Học viện Hakumen Penalty Academy đều không có nhiều những bàn thắng. Họ cũng có hiệu số bàn thắng bại khá thấp so với những đội còn lại tại vòng knockout. Luật thi đấu mới chắc chắn sẽ khiến HPA chật vật hơn trong khâu phòng ngự, vì các tiền đạo sẽ không còn được lắp DP1 nữa. Chưa kể đến việc họ sẽ phải tấn công nhiều hơn nếu muốn giành chiến thắng. Ở vòng switch thì HPA có khôi lê là tấn công bóng sông tốt. Tuy vậy, với những thay đổi về mặt luật chơi, rất có thể lối chơi bắn tỉa của đội trưởng Hagumen sẽ được phát huy trở lại. ProGamer và 7TV sẽ phải có những sự điều chỉnh.
Khá bất ngờ khi hai đội tuyển này đều không có bất kỳ một thành viên nào nằm trong top 10 những cây sân bàn cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cả hai đội đều sẽ có những thành viên hoàn toàn có thể chơi meta tấn công. Với 7TV, đội tuyển vốn rất mạnh ở khả năng chuyển đổi trạng thái dựa vào những đường truyền dài và những tình huống build up đục thẳng vào half space. Tuy nhiên, ở vòng switch, hệ thống này phụ thuộc rất nhiều vào chiến thuật thủ lui về và DP1 cùng với DS1. Sắp tới thì họ sẽ phải thay đổi toàn diện và rất có thể các thành viên của 7TV sẽ chuyển sang lối chơi kiểm soát bóng. Đối với ProGamer, họ vẫn tự tin thiết lập xu hướng 3-3 cho cả hai hậu vệ cánh. Tuy nhiên, ProGamer là một đội rất ít khi chơi Takarada và thường xuyên khai thác zone 14 với những pha cắt inside và sút xa thần thánh. Về mặt nhân sự, những cầu thủ của họ đang có hoàn toàn có thể triển khai lối chơi này mà không gặp ảnh hưởng quá nhiều bởi luật thi đấu mới. Nhóm 3-2 của giai đoạn mùa hè cũng sẽ chứng kiến rất nhiều những sự thay đổi về mặt chiến thuật. Nụ Family là đội chơi tấn công ấn tượng tại vòng Thụy Sĩ với 25 bàn thắng và họ sẽ phải từ bỏ chiến thuật DS1 ở cả 3 vị trí tiền vệ công. Đồng thời, hai gương mặt quốc dân Nedved LN và Gullit MC sẽ được đưa vào để đảm bảo vận hành xu hướng 3-3 tốt nhất có thể. Trung Kevin nhiều khả năng sẽ được đưa xuống đá cặp với Michael Ballack nhằm hỗ trợ huyền thoại người Đức trong khâu chuyển trạng thái cũng như phát động tấn công. NSF có thể nói là một trong những đội tuyển rất thích luật chơi mới bởi vì ngay ở vòng switch thì họ vốn đã không đá thủ rồi. Bằng chứng là dù ghi được tới 25 bàn thắng nhưng lối chơi rất solo của họ cũng đã khiến thủ môn phải vào lưới nhặt bóng tới tận 29 lần. Đây là một đội chơi mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc ở mùa giải năm nay. Nhà đương kim vô địch T4M có vẻ vẫn bình chân như vậy. Sau khởi đầu hơi chật vật thì những chú ngự lâm đã clear sạch một mạch 3 trận đấu với tỷ số đều là 3-0 để quay trở lại với vòng knockout. Với phong độ cao cũng như khả năng thi đấu linh hoạt, T4M không cần phải thay đổi quá nhiều về mặt chiến thuật, họ chỉ cần kéo thả lại vị trí của hàng tiền vệ một chút là xong. Tuy nhiên, với X-Men thì chưa hẳn là thoải mái đến như vậy. Việc không còn được duy trì DS1 và DP1 cho hai tiền đạo cũng như hai tiền vệ tấn công bên cánh khiến cho đội tuyển này phải thay đổi lối chơi rất nhiều, không còn thủ lui về thì cũng rất khó để xét chiến thuật chuyển trạng thái nhanh ở khu vực tấn công. X-Men ở vòng knockout này vẫn có thể yên tâm với kinh nghiệm dày dặn của hiệu trưởng Macho cùng với một sang nhỏ với một trình độ đã được kiểm chứng qua nhiều năm. Tuy nhiên, Quý Duy cùng với Ronnie cần phải quay lại kịp thời. Một số tư liệu quý báu để tham khảo hệ thống chiến thuật mới mà các vận động viên tại FVBL chắc chắn sẽ lưu tâm đó là nhìn vào những pro gamer đến từ phía xứ sở kim chi, cháu Chan, Quắc hay là Hoseok. Những đội tuyển có khả năng tỏa sáng tại vòng knockout sẽ là những đội sở hữu những game thủ trẻ nhanh nhẹn và có tính thích nghi cao cùng màu sắc tấn công rõ nét như Lê Hà Anh Tuấn của Solo, Jürgen của ProGamer, Sang Nhỏ của X-Men và tất nhiên là không thể bỏ qua vua cột xà Majin Buu hay là thánh FD Meligot. Theo các bạn, đội bóng nào sẽ là đội bóng vượt qua vòng knockout để bước vào vòng 4 đội góp mặt tại ngày chung kết Grand Final được tổ chức offline vào 30 tháng 6 tại Cung Thể thao Quân Ngựa? Đừng ngần ngại đưa ra dự đoán của mình ngay bên dưới phần comment, cũng như giành lấy những điểm số trên trang sự kiện đồng hành cùng FVPL. Cùng đón xem màn trình diễn đỉnh cao của 8 đội tuyển mạnh nhất FVPL mùa hè 2024 trên tất cả các kênh sóng của nhà phát hành Garena.